肥鸟，肥，肥羊汤。cho dầu cực kỳ hành lên ha, cho nó thơm. Khi hành nó vàng rồi xong ta cho cà chua vô. Cà chua sắc bổ cao ha. Cho vô xào lên. We'll be right back.
theo lượng nước mình cũng cho bông lên cho nó vừa. Sau khi nước sôi thì mình sẽ cho rau nêm vô. Rau nêm thì gồm có tía tô, mò om, rồi rau quế, rau gai nữa. Cắt thêm chế ớt cho nó hơi cay cay xíu. Dưới cho nó chín, sau đó xịt tiêu lên là coi như xong. Ba người giờ mình đi ăn cơm đây. Đồ ăn chín rồi.